Rồi, kính xin chào các bác. Thì đây là con LG V60 của em nhé. Thì tại gần đây em cũng thấy là rất nhiều anh em dùng LG có bảo là cái LG nhà mình ấy, cái cảm ứng đa điểm nó không được tốt ấy. Thì cơ bản là em cũng không chơi game nhiều, nhất là cái game mấy cái bắn súng kiểu PUBG Mobile cái thứ ấy, thì nó mới cần cái sự đa điểm nó nhiều, nó ngon. Thì nhân tiện đây em thử test cái con V60 này xem cái đa điểm của nó như nào nhé. Thì cái phần mềm để test ấy, các bác dùng cái phần mềm này 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 multi multi đây này, thì cái này tải ở trên CS Play luôn nhé, nó nhẹ thôi. Thì bác mở ra, ok đó, thì em sẽ để ngang cái máy đó sẽ test. Thì đây, thì khi các bác đưa cái ngón tay vào thì nó sẽ đếm cho các bác được là có bao nhiêu cái ngón tay đưa vào, có nghĩa là bao nhiêu bấy nhiêu cái cảm ứng, cái điểm cảm ứng ấy. Đây đây, ví dụ như em để hai một ngón này thì hiện số 1 đúng không? Đấy. Để hai ngón thì hiện số 2 này. Đấy. Ba ngón này. Ba ngón này. Bốn ngón này. Bốn ngón này. Đấy, năm ngón này. Cho hết cả bàn tay vô nha các bạn. Từ từ. Đây đây đây. Đấy, thì đây. Hiện tại là có 10 ngón tay thì là ok cả nhé, nó đều là 10. Đấy, bây giờ sẽ thử thêm cái ngón chân để xem thế nào. Tại vì hiện tại em chỉ có 10 ngón tay thôi, không thể có 11 ngón tay được, thì cho bàn chân mà nữa. Thì bàn chân là 1 này. Đấy. 4, 7, biết bao nhiêu rồi cơ. Bàn chân nó che bố mất rồi. Thì đây các bác này, em đã cho 10 ngón tay vào rồi thì và cả ngón chân nữa thì nó cũng chỉ nhận được 10 thôi nha các bác. Này, 10 này. Các nhìn thấy đấy, nó chỉ có 10 thôi. Đó. Hoàn toàn là chỉ có 10, không có 11 đâu. Đấy, cho nên các bác nào mà dùng phần mềm để test thử, test xem là máy của các bác nó nhận bao nhiêu điểm cảm ứng nhé. Thực ra thì em cũng không biết cái việc mà dùng cái phần mềm này và khi mà các bác chơi game ấy, thì nó có khác nhau gì nhiều không. Nhưng mà em nghĩ là cái phần mềm nó test cũng khá là chuẩn rồi. Đó, cho nên là nếu mà máy các bác nào mà không nhận được đủ 10 điểm cảm ứng như này thì có thể máy các bác đang có vấn đề. Đấy, các bác thử test xem nhé. Cái này chỉ test vui thôi, nó không thể là chứng minh là cái con V60 này khi mà chơi game ấy, chơi game mà liên quan đến cảm ứng đa điểm nhiều ấy thì nó có ngon hay không. Tại vì muốn test cái đấy thì bác phải test game. Đấy, rồi trong có thể trong cái việc mà tối ưu cho game ấy, nó lại không không hỗ trợ cái việc mà cảm ứng đa điểm như này. Đấy, cơ bản là các bác phải chơi game nó phải giỏi cơ. Ví dụ như cái game như PUBG hoặc là những cái môn Call of Duty chẳng hạn, nó các bác phải chơi giỏi và chơi chuyên nghiệp thì các bác mới cảm nhận được cái sự này. Còn em chơi bình thường thì em cũng có chơi rồi đấy, nhưng mà em cũng không thể phân biệt được, không thể biết được là cái LG nhà mình nó bị kiểu như nó bị thiếu thiếu cảm ứng đa điểm ấy. Tại vì em thấy là mình vẫn chơi rất là bình thường, chả vấn đề gì cả. Ok, một cái test vui thôi nhé.